Cho dù bạn có mái tóc ngắn bồng bềnh hay những lọn tóc dài quyến rũ, bạn cũng sẽ phải gặp vài ngày tệ hại với tóc. Thỉnh thoảng, tóc ngắn có thể dính vào mặt bạn và các sợi tóc dài có thể mắc vào dây kéo. Nhưng vào cuối ngày, ai sẽ thấy tồi tệ hơn? Hôm nay, chúng ta hãy cùng nói về tóc dài với tóc ngắn. Vâng, chàng hoàng tử lịch lãm, em sẽ yêu chàng mãi mãi. Wow, đó là giấc mơ tuyệt nhất. Ok, phải thức dậy rồi. 50 cân sô-cô-la này là của tôi sao? Wow! Giấc mơ ngọt ngào thế Sophia. Wow, ai đó có thể đưa cô ấy một cái lược không? Nếu bạn có mái tóc ngắn, bạn biết việc đầu bù tóc rối vào buổi sáng là có thật. Trông khá là tệ Sophia à? Không có gì tuyệt hơn được chụp ảnh selfie sau khi vừa làm tóc xong. Wow, đây là kiểu đẹp nhất tôi từng thấy đấy. Ồ vâng. Nhưng đi kèm với mái tóc vừa cắt là một hóa đơn có vẻ nặng. Ồ, và một số có thể nặng hơn những cái khác. Tại sao tóc càng nhiều thì chi phí làm tóc càng đắt đỏ vậy? Lily, bạn có cần vay tiền mặt không? Khoản nợ tín dụng có thể đang tăng, nhưng ít ra bạn trông đẹp tuyệt vời. Được rồi, trang điểm xong, tóc sẵn sàng. Ôi, dây kéo của tôi. Tránh ra nào, tóc dài tất nhiên là rất đẹp, nhưng nó rất hay bị mắc kẹt vào mọi thứ. Thật khó chịu. Mặt khác, những cô gái tóc ngắn lại không gặp vấn đề như vậy. Úi, suýt nữa thì quên. Úi chà, để tôi giúp cho. Trông thật rối lắm Lana. Có vẻ như tất cả những gì bạn cần là thỉnh thoảng có một bàn tay hỗ trợ. Đi thôi, taxi sắp đến rồi. Còn túi của tôi nữa. Hey, cái túi đang mắc vào tóc tôi. Gì vậy? Bao giờ mới kết thúc đây? Nếu bạn muốn để tóc dài, tốt hơn bạn nên có khả năng chịu đau để sống cùng nó. Có bao giờ bạn ngồi trước gương và ngắm nghía mái tóc của mình không? Luôn thú vị khi thử nghiệm những kiểu tóc khác nhau để xem kiểu nào hợp với bạn và kiểu nào thì không. Búi tóc dễ thương đấy Lana. À, bạn trông cũng tuyệt mà Vicky. Ái chà, xem cả bím tóc đó kìa. Xem Vicky, xem... vẫn đẹp cô gái. Nếu bạn có mái tóc ngắn, đôi khi có cảm giác như bạn bị mắc kẹt trong chính kiểu tóc đó. Không có búi tóc hay ho và tết tóc được đâu. Vicky, xin lỗi nhé. Wow, Lana, mái tóc dài của bạn thực sự rất linh hoạt. May mắn cho Vicky, tóc ngắn của cô ấy đủ dễ thương để diện mỗi ngày. Không gì tuyệt bằng được ra ngoài ăn tối sau một tuần làm việc dài. Cảm ơn. Súp trứng, món yêu thích của tôi. Ew, không ai thích tóc nhúng vào súp cả. Trời ơi, tởm quá. May mắn cho Amy, cô ấy có thể cột tóc lên, không vấn đề gì. Mặt khác, Sophia không thể làm giống vậy. Có vẻ như bạn cần phải tắm sau bữa tối này đây cô gái. Lời khuyên bổ ích, nếu tóc bạn dài ngang vai, hãy gọi món salad. Ôi không, có một sợi tóc trong súp của tôi. Chà, ít nhất bạn cũng biết đó là tóc của bạn. Ew. Đột nhiên tôi mất hết cảm giác ngon miệng rồi. Môn toán thật nhàm chán. Ước gì tôi đang trong kỳ nghỉ hè. Xin đừng gọi tôi trả lời bất kỳ câu hỏi nào cả. Bạn đã bao giờ dùng tóc làm rèm cửa để thoát khỏi tình huống như thế này chưa? Giáo viên thậm chí còn chẳng biết Lily đang ngủ ở đó. Tuyệt. Có vẻ như tóc dài không chỉ để đẹp nhỉ. Nó như một chiếc áo choàng tàng hình. Tôi lỡ mất chuyện gì à? Ôi chết, tôi đã ngủ suốt tiết học. Những cô gái tóc ngắn thì không dễ gì dùng mánh khóe rèm cửa bằng tóc được. Ôi! Vicky, thức dậy, mau! Vicky, đây không phải là phòng ngủ, thức dậy! Xin lỗi! Sao tôi lại cắt tóc ngắn chứ? Chuẩn bị sẵn sàng vào buổi sáng đôi khi mất chút thời gian. Nhưng nếu tóc bạn ngắn thì không quá lâu đâu. Sấy khô tóc dài lâu hơn gần gấp 3 lần so với tóc ngắn. Lana cẩn thận, bạn sẽ nổi chuột ở bắp tay sau khi làm khô cái bờm đó đấy. Nhìn tuyệt rồi Vicky. Lana tội nghiệp, với tốc độ này, đợi cô ấy xong thì tới Giáng sinh mất. Tóc ơi, mày có khô đi không? Có lẽ đã đến lúc nên cân nhắc về việc cắt tóc. Hoặc chuyển sang gội đầu cách ngày. Hãy túm chúng lại thành một búi tóc và kết thúc chuyện này đi. Được rồi, báo thức đã được đặt. Cuối cùng cũng có thể đánh một giấc. Wow, có gì khắp trên mặt bạn vậy Lily? Những người đẹp tóc dài biết rằng đôi khi ngủ cũng là một thử thách. Xem tôi nói đúng không? Vicky đang tận hưởng một giấc ngủ sâu mà không có tóc trên mặt. Cứu với, tôi chết chìm trong tóc mất. Phù, tôi thở được rồi. Đúng rồi là thế đó. Ngày mai tôi sẽ gọi cho thợ cắt tóc và lên ngay một cuộc hẹn. Không thể tin được là đã đến lúc tôi phải gội đầu lại. Gội đầu cho tóc ngắn và tóc dài là hai thái cực hoàn toàn trái ngược nhau. Bạn cần nhiều dầu gội vậy sao Lily? Những cô gái tóc ngắn hầu như chỉ cần rất ít và hóa đơn nước hàng tháng của họ tiết kiệm hơn rất nhiều. Vâng, và Lily vẫn đang gội đầu. Hy vọng sáng nay bạn không có việc bận cô gái. Nếu tóc bạn dài, bạn nên đầu tư thêm vài cái khăn tắm. Trời ơi, bao giờ mới thấm hết nước đây? Cuối cùng cũng xong. Nếu bạn nghĩ những tình huống này thật lông lá, bạn sẽ thích những cảnh quay hỏng hài hước sau đây. Đừng quên đăng ký kênh YouTube 123 GO! Để xem thêm những video thú vị thế này nữa nhé. Hẹn gặp lại các bạn lần sau!